chuyển sang các thông tin quân sự quốc phòng quan trọng khác Chiều nay tại nhà máy Z189, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm quốc phòng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng dự có trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, phó tổng tham mưu trưởng. Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật mới, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa quân đội và cụ thể hóa mục tiêu xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và ứng dụng, bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu tổng cục công nghiệp quốc phòng cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu chiều sâu công nghệ và phối hợp với các cơ sở khoa học công nghệ trong đào tạo nghiên cứu các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng của đảng nhà nước và quân đội góp phần nâng cao tiềm lực và sức mạnh quân sự quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bộ trưởng phan văn giang đề nghị tổng cục công nghiệp quốc phòng tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý chỉ huy điều hành chủ động tham mưu nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tạo hành lang pháp lý để công nghiệp quốc phòng phát triển và hội nhập với nền công nghiệp quốc gia đồng thời ngành công nghiệp quốc phòng chủ động nghiên cứu hoàn thiện cơ chế bảo đảm kết hợp quốc phòng với kinh tế kinh tế với quốc phòng có giải pháp chăm lo chế độ chính sách đối với người lao động tại các đơn vị cơ sở công nghiệp quốc phòng